Nhà ơi, ôi, hàng khủng cái nhà ơi, hàng khủng. Con rắn nước nè cả nhà, gần 1 ký luôn. Ôi ôi, nó nhổ cái lưới của Tấn luôn nè cả nhà, dầm nè. Hóa thế con rắn nước luôn rồi, quá khứ rồi. Nó nhổ hàng chi nguyên ta lưới Tấn nó nhổ luôn nè. Nó dũi nó ngùi một cục lại luôn nè. Cả nhà, ôi. Có hàng luôn cả nhà ơi, coi bộ cái đường mới này trúng á cả nhà, em ngựa hôm qua Tấn đặt xong rồi, Tấn che rồi. Nè cả nhà, ôi con ngựa nè cả nhà, khủng khiếp. Ôi. Bữa nay cũng cỡ Tăng đón cũng cả 3 ký gắn đó cả nhà. Tăng thầm có Tăng Nguyễn miền Tây xin chào cả nhà một ngày mới vui vẻ và luôn luôn thành công trong mọi công việc. Hôm nay Tăng đi thăm lưới gắn cả nhà. Lâu lắm rồi Tăng không có đi thăm lưới gắn nè. Tăng mời cả nhà theo chân Tăng đi thăm lưới gắn, hy vọng có dính gắn nhiều nhiều rồi Tăng quay cho cả nhà xem. Bữa nay Tăng thăm là có 20 ta lưới nè cả nhà. Lâu lắm rồi Tăng không có đi thăm lưới gắn, Tấn đăng lên trên kênh này nữa cả nhà. Tấn tới địa điểm thăm nè, ở dưới đây có 1 ta lưới nè. Bữa nay Tấn thăm là có 20 ta lưới nè cả nhà. Tấn đem theo một cái túi lưới với một cái kéo. Cái địa điểm này là địa điểm mới nè, lâu lắm rồi Tấn không có đăng video về đi thăm lưới gắn bên kênh này nữa cả nhà. Tấn đăng bên kênh kia không à. Còn cái khu ở dưới đây cái hầm quan này nè, Tấn có đặt 2 cái lờ mà Tấn chưa có thăm nữa, tại vì Tấn mới đặt có hôm qua ở đó ăn cái đó cả nhà, ở bên đó ăn cái nữa. Để Tấn xuống đang thăm cái ta lưới đầu tiên thử rồi. Hôm qua Tấn cũng mới có văng cả nhà, cái đường này nè Tấn có văng có 6 ta lưới à. Xuống đây văng thử rồi. Ở trong bụi tre này là ngon lắm cả nhà ơi. Tấn chui vô hôm qua Tấn chặt nè. U có hàng rồi kìa cả nhà. Tay lưới đầu tiên có hàng nè. Cái tay lưới này Tấn cũng mới giăng ngày hôm qua luôn cả nhà ơi. Rồi bữa nay Tấn lên sẵn Tấn thầm rồi Tấn quay cho cả nhà xem. Lâu lắm rồi Tấn cũng không ra video nữa. Là cái này Tấn đi làm ở cả nhà. Dưới Tấn quay bên cái kênh kia nữa. Được con gắn cái lãi đầu tiên luôn nè. Quán cái tay nè, quá ngon. Cái tay này Tấn văng mới hôm qua mà bữa nay dính rồi nè, chắc dính hôm qua Tấn vừa văng là dính luôn rồi đó. Cái chỗ này Tấn thấy nó bò qua bò lại hoài mấy con gắn lãi này. Tấn lên Tấn lấy cái kéo xuống rồi Tấn gỡ nó. Tấn cũng vừa gỡ con gắn lãi lên nè cả nhà. Con rắn này đầu tiên luôn. Còn mấy tay trên kia dài dài trên kia không biết có dính không cả nhà. Mới mua hàng tay đầu tiên là chỉ thấy quá im mà cả nhà. Mấy cái tay sau cái chất quất cái mắc cười dữ á. Để Tấn đi thăm tiếp cả nhà. Khi nào tới lưới gắn người Tấn quay cho cả nhà xem. Ở dưới đây nè cả nhà, Tấn cũng có 1 tay lưới nữa nè. Tay lưới này cũng là tay lưới thứ hai luôn cả nhà ơi. Cái đường này đường mới, Tấn hôm qua xuống đây văng buổi chiều có mấy tay à, coi thử có gắn không. Miễn có thì nữa Tấn sẽ tăng cường thêm lưới cả nhà ơi. Ở trên kia thì Tấn bẫy quá trời giết hết này, giảm gắn này. Ui thẳng lưới thì cả nhà, có hàng luôn cả nhà ơi. Coi bộ cái đường mới này trúng á cả nhà, em ngựa. Hôm qua Tấn đặt xong rồi Tấn che rồi. Nè cả nhà, ôi con ngựa nè cả nhà, khủng khiếp. Ồ nó to.
đã cái nhà ơi, cái nhà hết biết đắng vừa đó vậy. Mới dân hôm qua mà bữa nay đảo lên là dính rồi nè cả nhà, dính hai tay hai con liên tiếp luôn. Để mời thắng tăng cường lưới thêm cả nhà, hết thế còn hột ngựa nó ngon đã cả nhà. Đang lên thắng lấy cái kéo xuống cả nhà. Con này cũng gần gần cả ký cả nhà chứ không được ký đâu. Ở quê mình thì chỉ có hô hành với hô ngựa là to à, chứ không có hô hèo cả nhà ơi, tùy theo chỗ. Mấy anh em ở chỗ khác thì dính hô hèo con nào nó khủng khủng không à. Tấn cũng vừa mới gửi ra nè cả nhà. Hai con rồi nè, hai ta lưới được hai con. Ôi con hô ngựa này cũng cỡ 7-8 lạng á cả nhà, chứ không có nhỏ đâu. Anh giả xỉu rồi nè cả nhà. Giả xỉu rồi nè, gắn này giả xỉu hay lắm. Mới thăm hai tay lưới này được hai con là cũng cỡ 1 kg mấy gắn rồi, ngon lành nè cả nhà. Để Thắng đi thăm tiếp. Quá đã. Ồ dùm cái phanh đó nè cả nhà, tổ bố luôn. Thắng cũng mới đi quanh đây thăm nè cả nhà. Thắng vừa qua đây thăm, nó đi ngang cái cây cầu tre đó, chút xíu nữa là bay xuống sông rồi cả nhà. Nó một điệu à. Ở dưới mé này Thắng có dăng một tay lưới nè, ở đằng đó đó. Thắng mời cả nhà theo chân Thắng đi thăm lưới gắn cả nhà. Bữa nay cô bộ trúng á, Thắng cũng mới lại đó Thắng cầu thấy dính con gắn nước nè cả nhà. Ở đằng này nè, Thắng vừa đi lại Thắng dòm xuống Thắng thấy dính rồi kìa, còn gắn nước nè cả nhà. Cái tay này mấy gài Thắng dằn là mấy cử hồi nó không có dính cả nhà, lưới 3,5 phân. Bữa nay Thắng thầm có 20 tay à, Thắng không có thầm nhiều nữa. Tại trên kia thì còn lưới trên kia mà Thắng không có thăm, mời Thắng mới thăm cả nhà. Ôi cái con gắn nước này nó cũng nhỏ à cả nhà, chứ nó không có bự, lưới 3,5 nè. Thắng tưởng đâu dính gắn bự, giờ gắn nhỏ, con gắn nước đầu tiên bữa nay luôn. Ôi mũi quá mũi, dạ xẻo con luôn nè cả nhà. Được 3 con gắn, nãy giờ Thắng thăm được 5 tay đó, dính được 3 con. Thắng lấy đồ nghề ra cả nhà, mũi quá mũi à, giờ mũi nó bay nè, xẹo con luôn. Cái nãy thì Thắng dăng bên con kinh đó đó, Thắng dăng cái luồng mới bên đó đó, Thắng thăm hai tay liền là dính 2 con luôn, còn một tay sau này là nó không có dính cả nhà. Thắng cũng vừa mới gỡ được con cắn nước ở trong đó ra đó cả nhà, ở trong đây nè, 3 con rồi nè. Bữa nay Thắng thầm ít lưới cả nhà, chiều về Thắng đi công chuyện đó, chứ đáng lý ra Thắng thầm tới 30 tay, 35 tay đó, mà cái đường trên kia xa quá, mà Thắng thầm có 20 tay rồi cả nhà, đằng chưa chút Thắng về, Thắng đi công chuyện, ở dưới đây nè cả nhà. Thắng cũng có một tay lưới nữa nè, lưới 3,5. Mình dăng ra lưới gắn thì đa số thì dính gắn nước là nhiều cả nhà, hổ hành ít dính lắm. Bẫy gắn bằng lưới này cũng Thắng thấy hiệu quả lắm cả nhà. Ủa Thắng thấy sập xuống nữa kìa cả nhà, cái diện lưới nè. Ủa dính nè cả nhà ơi, có hàng nữa nè, còn gắn nước. Gắn nước này nó cũng hơi nhỏ à. Lưới 3,5 nè cả nhà. Thắng dăng thì dùng nó có cái tùng á, gắn là dễ dính hơn. Con gắn nước nè. Con này cũng nhỏ à. Bữa nay cô bộ trúng gắn đó cả nhà. Gắn nó đi nhiều á.
để tắn gỡ nó ra. Ở đây mũi quá, mũi rồi, lên tắn lấy cây kéo rồi mới được. Mấy gài thì tắn quay trên cái kênh kia dính gắn cũng nhiều lắm. Bữa nay tắn đi thăm lưới gắn rồi quay lên cái kênh này luôn, để khai nắng nha, trong đó quá mũi. Ở dưới đây thì người ta trồng nghệ nè, cây nghệ nè cả nhà. Đừng em nữa nè cả nhà, hai em gắn nước liên tiếp luôn nè. Ồ, nó mập, con này nó cũng không được bự nữa cả nhà, đang lột da nữa nè. Gắn kia, gắn lột da nè cả nhà. Con này chừng có hai lạng chứ gì, chứ nó không có được to nữa. Để tắn đi thăm tiếp cái nhà. Tắn giờ này tắn đang chạy về cái luồng cũ, tắn văn này cái nhà. Tắn thăm nãy giờ dính được con gắn lãi mà nó ngẫm rồi cái nhà. Tắn bỏ rồi. Ở đây tắn thấy dính được con gắn nước nữa kìa. Nó sẽ nẹo ở dưới kìa cái nhà. Chỗ này tắn cũng hôm qua tắn mới dời lại luôn. Hồi bữa tắn dằn tới nó đằng kia mà nó cũng dính cả nhà. Tắn giờ lại mới ngày hôm qua, bữa nay dính rồi nè. Kìa đựng con gắn, con gắn nước kìa cả nhà. Để tắn lấy đầu nghề xuống. Bữa nay gắn nó đi lai gai cũng có lý cả nhà. Nãy giờ tắn thăm bọc này trong đây cũng có 2 kg gắn rồi nè. Dưới có mấy tay lưới này bị chuột cắn nè. Tắn thăm nãy giờ 10 mấy tay, 11 tay rồi. Có một tay cái nãy xảy con gắn nó to lắm cả nhà. Chắc con gắn đó nó đâm vô lưới 3 phần của tắn á. Đâm hình như là mấy con gắn to nó ít dính lắm. Nó dính từ từ là cái mang cá cái đầu á cả nhà. Nhằm khi nó bị dội lưới á, cái đầu nó to hơn cái lỗ lưới á, nó đi qua không có được. Cái nãy nó xè nó quậy một vùng luôn mà không có dính. Cái tắn chui xuống. Ôi ôi, đứt cái giềng lưới luôn rồi. Cái chỗ này cũng là chỗ quyền thoại năm ngoái tắn văn này cả nhà. Năm ngoái tắn văn cái chăng cái lùm này nè, dính cũng bộn lắm. Ây da. Ôi con gắn. Con gắn nước. Nó đỏ hật luôn nè cả nhà. Mấy cái con gắn kia cái đầu đỏ thì tắn con gắn đó nó có đập. Con này thì con gắn nước mình nè cả nhà. Quá đã luôn. Ở trong đây nó ấm lắm. Trong đây thì nó bọng lỏng à. Năm ngoái tắn cũng có 7 bìm biệp ở đây nữa. Lưới này là lưới 3 phân nè cả nhà. Tắn cũng vừa mới gỡ ra nè cả nhà. Con gắn nước nè. Giờ mảnh u nu rồi cả nhà, nhỏ thiệt mà u nu à. Cái này thì gắn nước nó mập lắm, mặn mỡ không à. U nu u nặng. Con gắn này là con gắn đực nè cả nhà, con gắn nước nè. Ló cái ra luôn của ảnh ra nè cả nhà. Tại lúc trước thì mấy năm trước tắn có nuôi gắn một thời gian á, rồi tắn mới phân biết được con gắn đực, gắn cái cả nhà, tắn phân biệt được. Lúc trước tắn nuôi gắn hoành nhiều lắm. Tắn nuôi mấy chuồng có mấy ngàn con gắn á cả nhà, rồi tắn ép gắn giống ra rồi cho nó đẻ, rồi tắn lấy gắn giống đó tắn nuôi lại. Ôi con này nó mập. Thì tắn đi lên tắn thầm tới chút nữa rồi tắn về. Cũng gần tới giờ tắn đi công chuyện rồi cả nhà. Ở đây tắn có một tay lưới nè cả nhà. Tắn thấy dính rồi nè, tắn chui vô tắn thấy dính. Ngay chân cái bụi tre nè. Dính được con hổ hành. Tắn thấy gùi nó bu rồi mà không biết nó ngẫm hay là còn sống không đó. Ui còn sống cả nhà. Được con hành đầu tiên luôn bữa nay. Bữa nay có bộ dính có lý quá cả nhà, dính liền còng luôn. Để ra tắn lấy cái đồ nghề tắn vô. Con này chừng có 3 lạng hả cả nhà, chứ nó không có được to nữa. Tắn đặt nha. Chăng cái chài cẩu tắn nè. Chài quang.
Ở ngoài này thì cầu thắng trồng gãy. Gà đang lấy đồ nghề vô cả nhà. Thắng mới cũng chạy qua cái đường bên đây nữa cả nhà. Thắng thăm thêm vài tay nữa rồi thắng về. Ngay chăng cái đường này bữa hổm thắng cũng có dính gắn rồi thắng quay thắng rồi cả nhà. Dòm cái ổ ong vẽ kìa cả nhà. To kinh khủng luôn. Tối quá, hơi xa mong cả nhà thông cảm. Thắng quay cũng không có thấy rõ nữa. Để xuống đây đang thầm cái tay lưới này cả nhà. Đứng đứng quay quay mà nó vết vô con mắt một cái. Xui lắm. Ủa tay lưới đâu ta? Dưới đây đang có dằn tay lưới nè. Mất tiêu tay lưới kìa cả nhà. Không biết gắn lâu hay là người ta cuốn nè. Cái này đâu có thấy ai xuống đâu. Ủa dính đó cả nhà ơi. Ôi ôi, hàng khủng cả nhà ơi, hàng khủng, hàng khủng. Cũng gắn nước nè cả nhà. Gần 1 ký luôn. Ôi ôi, nó nhổ cái lưới của Tắng luôn nè cả nhà. Dầm nè, quá thế con gắn nước luôn rồi, quá thứ rồi. Nó nhổ hàng chi nguyên ta lưới Tắng đó, nó nhổ luôn nè. Nó dũi nó ngùi một cục lại luôn nè cả nhà. Ôi ôi, con gắn nước nó ngon nè. Ở quê Tắng thì cái này thì gắn nước nó nhiều lắm cả nhà ơi. Con này cũng có 6-7 lạng chứ không có nhỏ đâu cả nhà. Để Tắng gỡ nó ra. Tắng cũng vừa mới gỡ ra nè cả nhà. Con gắn này, cái này nó phì lên thấy to lắm. Nó cầm lên thấy nhỏ xíu rồi cả nhà. Con này nó không được to đó. Con này là con cái nè cả nhà. Nó màu trắng trắng nè. Con đực thì nó có màu đỏ, màu đỏ, màu viền đỏ này nè. Sậm hơn con cái thì nó không có cả nhà. Nãy giờ Tắng được một bao rồi nè. Tắng thăm ít tài lứ nữa là Tắng về rồi. Quá ngon luôn cả nhà. Bữa nay thăm trúng gắn. Lâu lâu Tắng đi quay video ra trên kênh Tắng Nguyễn miền Tây này bẫy gắn này. Cái này thấy có lý quá cả nhà. Cái gài dăng Tắng đăng bên kênh kia dính xịu mà. Bữa nay cò bộ trúng gắn á cả nhà. Tắng mới giờ thăm tài lưới kế bên đó khoảng dưới mấy ruộng, khoảng chừng 40 mét nè. Ở đây Tắng vừa đi lại đây tài lưới này nè cả nhà. Tắng thấy dính một con gắn nước nữa nè. Để Tắng quay lại cho cả nhà xem. Bữa nay thì Tắng thấy cò bộ trúng gắn, gắn nó đi nhiều. Ở dưới đây nè, Tắng mới đi lại dòm xuống thì Tắng thấy dính con gắn nước nữa nè cả nhà. Nó không có to, nó cũng vừa cả nhà ơi. Kìa, nó nằm ở dưới đó nè. Để Tắng quay cho cả nhà xem. Nè cả nhà. Bẫy gắn bằng lưới này Tắng thấy nó cũng hiệu quả lắm cả nhà ơi. Mấy anh em nào mà chưa có gành á, về bẫy gắn á, lưới gắn này dân cũng Tắng thấy cũng có ok lắm. Con gắn này con gắn đực nè cả nhà. Nó dài tới dưới đó luôn cơ. Gắn này ốm, nó hơi dài chứ nó không có được to nữa. Gắn nước. Tăng lên đang thấy đồ nghề xuống cả nhà. Tăng cũng vừa thăm ba chân lưới rồi cả nhà. Bữa nay thành quả được nhiêu nè. Bữa nay cũng cỡ Tăng đón cũng cỡ 3 ký gắn cả nhà. Tắng thầm có 20 tay lưới à. Tại vì Tắng đi về Tắng có công chuyện á. Rồi Tắng thầm ít cả nhà. Tắng học còn mấy tay kia nó xa xa cơ mà Tắng không có đi được. Để ngày mai rồi Tắng lên Tắng thầm. Bao nhiêu nè cả nhà. Bữa nay 20 tay lưới dính gắn bao nhiêu đây là có bộ trúng á cả nhà ơi. Mấy cái con gắn nước này nó vô đây nó cắn mấy cái con gắn kia nó tét mình mấy cho. Nó hung ghê. Bữa nay Tắng thăm được nhiều nè cả nhà ơi, cũng cỡ 3 ký gắn à. Còn mấy cái tay kia xa xa chừng cỡ 1-2 cây số có một tay với một cái bẫy á, mà Tắng không có đi. Tắng thăm có vòng vòng mấy cái khu nào gần gần nhà Tắng á, Tắng thăm 20 tay.
chiều về tháng đi đạt 12 cân hụt nữa. Nhiều đây cũng cỡ 3 ký hết cả nhà, cũng không có ít đâu. Bẫy gắn bằng lưới này thì nó hiệu quả lắm cả nhà, nó cũng hiệu quả lắm. Cấp nãy dính được một con gắn lãi nữa mà nó ngẫm rồi, rồi tắng bỏ rồi cả nhà. Được con hổ hành, con gắn hổ ngựa với một mớ gắn nước đó cả nhà. Ồ, một bào gắn ngon ghê luôn. Giờ này cũng xế xế chiều rồi. Tăng cũng xin kết thúc video tại đây. Tăng cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ kênh Tăng Nguyễn Miền Tây. Tăng chân thành cảm ơn nhiều. Video Tăng có hay cho Tăng một lượt like, một lượt đăng ký kênh để có thêm động lực để ra video hay cho cả nhà xem. Tăng cảm ơn nhiều.